tranh thủ trời mát thì bọn mình chạy ra biển Cô Thạch chơi các bạn. Vào nước trong quá. Khu vực này là đá tảng không à. Bên kia hướng mặt trời lặn là dải đá vẫy màu các bạn. Bãi tắm ở đây thì mình thấy là khá là sạch sạch luôn các bạn. Ồ, mọi người nhìn nè. Đấy, giống như là một cái bàn chân. Thời điểm này thì thủy triều đang lên cho nên chúng ta không thể bắt gặp được những cảnh tượng như là phiêu bám trên những cái tảng đá. Mình thấy trên mạng chia sẻ cũng đẹp lắm. Nói chung thì ở đây chụp hình là bao đẹp luôn. Bãi đá bảy màu còn có một cái tên gọi khác đó là bãi Cà Dược. Mình được biết bãi đá trải dài khoảng 1 km bờ biển. Những viên đá quỷ ở đây được bào mòn một cách tự nhiên nhờ ma sát lẫn nhau do sự tác động của sóng và thủy triều. Có những viên đá rất đẹp nha các bạn, đủ dạng hết. Bóng lưỡng à. Mình cũng sẽ sưu tập một ít về chơi. Viên này có màu xanh lá các bạn. Trời mau tối thiệt ơi. Ok, bây giờ mời mọi người cùng đi chợ đêm với bọn mình. Hiện tại thì chúng ta vẫn còn nằm trong khuôn viên của khu du lịch nha các bạn. Thì vào đây thì tốn vé, phí vé hình như là 20 đến 30k gì đó một người.
Lý do là hai đứa mình mới nãy vào thì không có trường hợp đặc biệt cho nên không có mua vé, cho nên là mình không biết chính xác giá vé là bao nhiêu. Thời gian khoảng từ 4 giờ chiều, 4 giờ, 4 giờ rưỡi gì đấy, thì những hàng quán ở đây bắt đầu được dọn ra các bạn. Và mình thấy là cái khu vực mà chợ đêm ăn uống này là khá là rộng lớn luôn. Ở đây bán rất nhiều thứ, nào là hải sản, nước uống, đồ ăn vặt gì, khá là nhiều. Dạ em đi vòng vòng một chút. Ừ. Có cái này là xoài gì chị? Cái đó là xoài mai. Chị ở chùa là cái này chị chạy thấy không? Đó, vẹo trái, ở đây mình bán giá làm sao vậy chị? Dạ. Ở đây mấy này bán giá làm sao? Tùy theo món em ạ. Dạ. Khoảng tầm cái này là một 50 phần con. 50 ngàn. Còn cái đó là xong. Ở đây cũng vậy, con nhỏ thì 30 mà con lớn thì 50. Ờ. Ồ, mình thấy hả? Rất là ngon đó các bạn. Nhìn bằng mắt thường thôi thì thấy là rất là ngon. Vào khu vực này bán khô và tôm khô các loại nha các bạn. Nhìn ngon quá nha. Hiện tại thì chúng ta đã đi vào khu nhà lồng, đường lên chùa Cổ Thạch các bạn. Ok, bây giờ mời mọi người cùng với bọn mình đi chạy ra thị xã Liên Hương, chạy một vòng tham quan chơi nhé. Nhìn chung thì mình thấy Liên Hương, Cổ Thạch thì khá là phát triển, gần như là một cái thành phố thu nhỏ. Các trung tâm mua sắm từ Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, ba club, câu lạc bộ, v.v. đều có đầy đủ hết các bạn.
quán cà phê thì khỏi nói rồi, quán nào quán nấy đẹp đẹp không à. Trời cũng dần tối rồi, có lẽ là bọn mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào sáng ngày hôm sau nhé. Bye bye.